Chào mừng các bạn nha, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Thì tiếp tục mình sẽ chia sẻ tiếp với cái màu của con rim thái nha các bạn nha. Thì con rim thái này mình sẽ đem đồng lại các bạn ha. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Mình làm đồng xong thì giờ mình đánh keo đó mà tiếp đó các bạn. Đánh lên như thế đó, rồi xong mình xả ra. Rồi mình đánh một lớp thô xả ra thì bây giờ mình sẽ lót lên các bạn nha. Mình lót lên rồi xong sau đó là mình sẽ tiếp tục là mình chắc láng chắc mịn nha, giờ mình mới lót lên màu nha các bạn nha. Rồi thì các bạn xem video thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Rồi cũng như các bạn thấy trên màn hình đó, thì khi mà quá trình mình đi làm đồng và mình về thì cái sườn đã mục, thì mình đi làm đồng thợ hàng đã hàng lại cho mình thì nó sẽ không bao giờ được liền mí nha các bạn. Thì chúng ta về buộc chúng ta phải là lấy những chất tẩy nè, tẩy sơ. Chúng ta tẩy ra xong đàng hoàng, chúng ta đánh cước mài nhám cho sạch sẽ rồi khô ráo. Thì cái nước đầu tiên chúng ta nên làm là chúng ta phải lót nha các bạn nha, lót đi một lớp để bảo vệ được cái đồ ở trong nha bạn, rồi chúng ta mới đánh ma tít, còn gọi là chắc keo nha. Chứ các bạn mà nhiều các bạn làm khác nhau, nhưng đối với mình thì mình phải lót nha, mình đánh sạch sẽ xong mình lót rồi mới đánh ma tít. Đánh ma tít xong mình mới xả nhám to nhám thô lại, rồi mình mới lót lên một lớp như thế này các bạn xem đó, thì lót như thế này rồi xong tiếp tục là mình mới đi một cái bột chét, nó gọi là bột chét mịn, còn gọi là bột chét láng nha bạn. Rồi chúng ta xả cái lớp treo đó ra, mình mới lót màu lên màu được các bạn. Thì quá trình làm thì phải tỉ mỉ và cực như thế đó nếu được sản phẩm đẹp, còn các bạn mà làm bỏ qua những công đoạn thì nó sẽ không bao giờ bền sản phẩm cho khách hay các bạn nha. Rồi thì tiếp đây mình sẽ lót xong thì mình sẽ đánh ma tít cho các bạn xem nha. Mình đánh chất mịn nha các bạn nha. Đó, như các bạn nhìn thấy đó là mình đánh một lớp ma tít rồi thì chúng ta lót. Đó, xả xong chúng ta lót xong rồi chúng ta mới đánh thêm một lớp để gọi là những cái dấu chân chim, những cái một ly tê nhỏ chúng ta phải lấp hết thì lên màu mới mịn màng nha các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng bột chét mịn nha, chét láng các bạn nha. Mình dùng bột chét láng mình xét lại những cái dấu li ti nhỏ nha. Đây nè các bạn.
Rồi thì bây giờ chúng ta phủ lên một lớp màu lông chuột nha các bạn nha. Thì cái màu lông chuột này cách pha như sau ha. Thì chúng ta lấy bạc cánh to, bạc 18 hoặc bạc 16 ha. Chúng ta thấy 4 phần. Rồi cái màu nó xương đen chúng ta sẽ bỏ vô 6 phần. Thì chúng ta pha lại với nhau thì thành màu lông chuột nha các bạn nha. Nếu các bạn lên màu Dream Thái này mà các bạn không lót màu lông chuột thì sẽ không lên được màu Dream Thái nha các bạn nha. Bạn lưu ý điều này nha. Tại nước sơn của Dream Thái thì nó giống như là hệ candy nha các bạn nha. Cho nên chúng ta cần độ có bạc ở trong để chiếu nha các bạn nha. Và đặc biệt phải màu lông chuột nha. Nó mới lên được cái màu spread của Dream nha các bạn nha.
Rồi giờ mình đã lót xong cái màu nền của màu lông chuột ha, thì tiếp sau đây là mình lên màu nho nha các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ phủ bóng ha.
Rồi thì bây giờ cái khúc này là mình đã phủ keo nha các bạn nha. Thì mình phủ keo từ 2 đến 3 lớp nha các bạn nha. Chúng ta phân ra từ 2 đến 3 lớp, phủ đến khi đến đỉnh bóng thì mình ngưng ha các bạn nha.
Rồi mình đã hoàn thành xong các bạn nha. Mình đã phủ bóng và hoàn thành xong cái bộ nguyên một chiếc xe rim Thái màu nho các bạn nha. Đây, cực bóng các bạn nha. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Các bạn cảm thấy hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký nha để kênh phát triển nhiều hơn nha các bạn nha. Đây rất là đẹp ha. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nhé.